lúa trồng khoai, ngày qua ngày gặt hái nuôi con, mẹ vẫn mong ấm lòng mảnh áo. Nhưng chẳng được yên vì giặc Mỹ, chúng ngang nhiên tàn sát dân mình, chà đạp lên tự do cuộc sống. Mẹ đã đứng lên, mẹ đã đứng lên, đôi bàn tay không cầm vũ khí, chỉ có niềm tin và sức mạnh chân lý. Mẹ đã đi cùng với xóm làng, trông giặc đốt nhà cướp bóc quê ta. Mẹ đã đứng lên, đạp hết bất công, vũ khí trong tay là khối căm hờn, với tình yêu quê hương đất nước, lệnh tiếng cao cả nước xuống đường. Mẹ đã đi trong đám biểu tình, cùng đứa con thơ vững bước hiên ngang trước lòng súng giặc. Không thể ngồi yên nhìn quân thù tàn phá quê hương, nhìn núi sông chất chồng hờn oán. Không thể ngồi yên vì giặc Mỹ, bát cơm ăn còn thắm máu đào, cả miền Nam lòng đau dạ xót. Mẹ đã đứng lên, mẹ đã đứng lên, đem hồn căm biến thành vũ khí, yêu quý tự do vững vàng ý chí. Mẹ đã đi vào các bước đồn, hỏi tội đưa nào bắn chết con ta. Mẹ đã đứng lên, đạp hết bất công, vũ khí mang theo là khối căm hờn, tới lòng dân kiên trung bất khuất. Mẹ đã đi vào các phố phường, mẹ đã đi trong đám biểu tình, nằm trước xe tăng bắt đu tay sai cúi đầu kiếp sợ. Phá quê hương, nhìn núi sông chất chồng hờn oán. Không thể ngồi yên vì giặc Mỹ, bát cơm ăn còn thắm máu đào, cả miền Nam lòng đau dạ xót. Mẹ đã đứng lên, mẹ đã đứng lên, hơn căm biến thành vũ khí, yêu quý tự do vững vàng ý chí. Mẹ đã đi vào các bước đồn, hỏi tội đưa nào bắn chết con ta. Mẹ đã đứng lên, đạp hết bất công, vũ khí mang theo là khối căm hờn, với lòng dân kiên trung bất khuất. Mẹ đã đi vào các phố phường, mẹ đã đi trong đám biểu tình, nằm chiếc xe tăng bắt đu tay sai cúi đầu kiếp sợ. Sông nước cửu long bối mùa sông hồ, thôi thúc dân làng vùng lên đấu tranh. Người mẹ miền Nam kiên cường anh dũng,